Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Nay thì em lên cho các bác một cái con biến áp này. Đấy. Thế về các bác nào mà bị chảy biến áp hay là gì thì có thể lấy con này thay luôn, đỡ phải đi cuốn các bạn. Đấy, bởi vì nhá, em thấy có mấy bác khách hàng em mà là đi cuốn các con biến áp con này. Đấy, bây giờ các bác cuốn các con này thì nhá, công cuốn bây giờ nó rơi khoảng 200.000. Đấy, công cuốn công là 200.000 con biến áp nhỏ này, chưa kể biến áp to. Đấy, thì ở đây em có sẵn rồi thì em nghĩ là các bác không cần phải cuốn kết gì cả, cứ chỉ việc gọi là lấy luôn nhá. Đấy, tức là chốt luôn cả cái này về, thế là mình thay vào là xong. Đấy. Và đây thì nó có cái mạch công suất này thì em sẽ tặng kèm các bác đây luôn. Đấy. Hàng nó về có thế này thì em sẽ cũng quay như vậy nhá. Đấy. Đấy. Đấy, mạch nước còn mọi thứ còn rất là ok này. Đấy thì cái con biến áp này thì tính các bác là 150 nhá. Đấy, 150 là combo cả hai cái luôn. Đấy thì mọi thông tin chi tiết thì liên hệ cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Đấy. Ở đây là cái mạch này các bác nhìn luôn này, nó còn ghi luôn cả thương hiệu của Onkyo rồi. Đấy. Đấy. Thương hiệu của Onkyo ở đây luôn này. Kể ngay như con biến áp nhá. Cũng có logo in hình Onkyo luôn. Đấy. Rất là xịn nhá. Dạ vâng, đấy thì bác nào chốt thì alo ngay cho em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.